vậy? Cái gì mà cái bên sao con thuê cái phim trường gì đâu mà bên đây đang làm cái mà bên kia nó mở nhạc gì ấm sùm, nó không cách âm hay gì á? Đâu có, thì tập cho một ca sĩ mới nè, hình tượng tập mới. Ca sĩ mới thì ráng thuê cái phim trường gì cho nó kính kính, cái phim trường đây hát bên kia mở nhạc ầm ầm ở đây nghe hết trơn trời. Vậy hả? Đây. Ủa sao mời bảo vệ? Ủa chú thất nghiệp hả? Con xong tự nhiên đuổi chú ra. Đâu có. Rồi xong bảo vệ đâu? Đây đây. Con nè, không chú. Phải là đuổi chú. Không phải đuổi chú, xin nghiệp trân chú. Trọng báo chú, đây là chỉ là truyền nhân của chú. Truyền nhân của chú? À. À ai vậy? Tức là không có chú sẽ có người này. Ủa vậy hả? À. Chú không nhận ra con sao? Ủa thế nào mày mặc đồ kỳ vậy? Rồi cái hình tượng đó. Hình tượng đây nè, đây nè. Hình tượng làm sao chú không hiểu? Hình tượng này là hình tượng của chú Dễ. À... hình tượng này nói lên một cái đỉnh điểm, đó là tuổi thanh xuân của chú Dễ. Đẹp trai như vậy đó. À có nghĩa đây là hình tượng hồi trẻ của chú. Đúng, hình tượng hồi trẻ. À sao, ủa sao cái mặt con gì mặt buồn như cái mâm vậy con? Ừ. Chú coi đó, nghĩ sao mà hình tượng tuổi thanh xuân. Ý là nói chú già cho nên mới đưa cái hình tượng tuổi thanh xuân ra để so sánh với chú hiện tại á. Không có con, cái này ý là cái này là thời trẻ của chú thấy cũng được mà con chứ thấy cái gì đâu. Ủa mà tụi con làm gì vậy? Đây con đang muốn tạo hình tượng cho Hữu Đạt, để Hữu Đạt có một cái hình tượng riêng. À cũng đó. Hay ha. Cái gì? Cũng được con. Chú mà cũng thấy hay, cũng thấy đường đó hả? Kỳ vậy, không có được. Chú thấy được mà, thì làm một hình tượng mới mà. Không, không có hình tượng mới vậy. Cái hình tượng này là hình tượng bản sao của chú. Mình phải có hình tượng gốc của riêng mình. Con đã nói rồi, bây giờ là Hữu Đạt sẽ bắt trước cái sự nổi tiếng của chú ha. Sau khi mà nổi tiếng rồi thì bắt đầu là... Mà cái này nóng hay lạnh vậy? Sao chú... Chú uống thử đi. Ừ. Dạ, sao? Nóng hay lạnh? Ủa sao? Bình thường. Ừ. Ủa sao uống hay vậy ta? Ủa được, con mượn con uống lại được không? Sao vậy? Nóng. Nóng hả? Nước sôi mà. Nóng quá. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ôi kỳ vậy? Con mệt mấy người quá. Mấy người là một ruột với nhau. Con ruột gì con? Cho con cái chú đang muốn làm chứ đừng căng thẳng mà con. Sao con cứ kỳ hoài vậy? Con không chịu. Cái tuổi trẻ tụi nó muốn sáng tạo sao nó sáng tạo con hiểu không? Đúng con, rồi. Đây, chú này, chú lớn tuổi rồi. Đáng biết là chú có cổ lỗ sĩ mà con, chú thấy con còn cổ lỗ sĩ hơn chú nữa. Là ý là chú nói con già bằng thế hệ của chú luôn á hả? Đâu già hơn. Tại vì chú cổ lỗ sĩ mà chú chấp nhận được, còn con không chấp nhận được, con cổ lỗ sĩ hơn chú. Thôi mà thôi vậy. Khánh An nói đó là tức, nói đó là giận. Ủa sao kỳ thế, con kỳ thế. Nghe Khánh An là sẽ bị đâm ban liền. Đúng rồi, hứa chú luôn, con sẽ tạo nên hình tượng này và hình tượng này sẽ nổi tiếng. Quá ngưỡng mộ quá. Ok. Tôi cần một lời giải thích tại sao chuyện này lại xảy ra trong công ty hả? Đầu tài sẽ mời đầu tài nhẹ thôi. Dạ thưa sếp. Sao? Dạ sếp bình tĩnh nghe em nói. Cái lỗi này là do em hết, tại vì ngay từ đầu em không có hả quyết liệt, em đấu tranh, em chịu thỏa thuận. Không phải sếp ơi, lỗi là do em hết. Lúc đầu em chỉ muốn làm chủ đạt nè, một cái phong cách, một cái hình tượng mới hơn đó, giống hơn người ta để được nổi tiếng, để được người ta chú ý đó. Đó bây giờ được chú ý rồi đó hả? Mà toàn là chửi không kìa. Ôi nào là cái gì giống như vương hoàng vệ mà phiên bản lỗi à, đó ăn bám theo công ty không có một cái năng lực gì hết, chưa kể bây giờ biết bao nhiêu cái group mà anti nó mọc lên như nấm kìa. Bây giờ giải quyết làm sao đi. Giờ chỉ có cái tay để trên cái trán suy nghĩ thôi, không biết cách nào giải quyết sếp. Tất cả là tại anh không đó. Anh biết là tại anh rồi, anh đã xin lỗi mọi người rồi. Bây giờ tìm cách giải quyết chứ phải đổ qua đổ lại đâu. Dạ. Ê, cái gì vậy? Cứ cần người gì mà không có đầu. Ê, đi. Ê. Cứ. Chào sếp. Giúp bay. Cái gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Giúp. Cái chú bay. Cái chú bay đó. Con à. Ủa, anh Hữu Đạt anh đi đâu mà anh trùm mặt mày đen lùi cái ghê vậy? Nhát ma người ta giữa ban ngày vậy. Nhát ma. Đi ra ngoài đường bây giờ người ta nhận ra em rồi. Mà toàn chửi không à. Kêu không có tài năng rồi, ăn cắp rồi. Kêu rồi cái gì đó, phong cách gì thì sao chép rồi tùm lum hết trơn á. Vậy không biết sao nữa. Mà gì? Em phải làm gì để người ta không nhận ra em? Anh ơi, anh làm vậy không ai nhận ra anh nhưng mà người ta chú ý anh á. Với lại bị chửi là cũng đã nhận ra rồi đó. Người ta chú ý rồi đó. Tại anh đó. Nghe tôi lời anh lạc chứng chi thấy không? Hậu quả kìa. Ủa? Giờ sao đây? Trời ơi, chết em luôn rồi. Bây giờ chị còn nghĩ cách giúp Đạt nữa sao giờ? Có cách gì không sếp? Có cách gì không sếp? Chú! Hả? Cái gì vậy? Đã! Có! Ai?
Ai ai mà hào quang sáng quá vậy? Cách! Hả? Rồi! Chú về! Chú về! Em... Trời ơi! Chú về! Lại là chú... bộ đồ bảo vệ nữa hả chú? Trời về! Trời đất ơi! Cái bộ đồ này nó ám ảnh công ty con bữa giờ mà chú còn xách vô đây nữa! Thôi con chưa đủ khổ vậy rồi là, chú! Vậy là số phận này phải đi qua công ty khác là bảo vệ rồi! Cái gì vậy tụi con? Bình tĩnh! Phải thật sự bình tĩnh! Chứ chú làm cái gì vậy? Bây giờ làm sao mà bình tĩnh được chứ? Phải nên bình tĩnh! Trời ơi! Đang căng thẳng lắm chú ơi! Có két giải quyết! Cách gì? Đây! Mặc đồ bảo vệ vô con! Ủa? Nữa hả? Một cái thôi! Đem một cái nữa giữ! Đây cầm cái! Cầm cái! Trời ơi! Con ám ảnh lắm rồi chú ơi! Đừng ám ảnh! Con đã có một cái clip về đồ bảo vệ đúng không? Dạ! Bây giờ con nghe chú quay thêm một clip về đồ bảo vệ này nữa! Tiếp theo, ba chú cháu mình làm thêm một clip ba chú cháu mình mặc đồ bảo vệ. Để chi? Để chú sẽ nói với mọi người rằng con với thằng này giúp chú để nâng tầm chú lên. Đó rồi, ba chú cháu mình kết hợp, ba chú cháu mình lên ngôi. Hay, có nghĩa là các con đang trợ giúp chú. Hay. Lúc đó khán giả như thế nào? Từ ghét trở tình thương, từ thương trở tình yêu, chú được lên ngôi và các con được nâng cấp. Hợp lý không? Hay quá. Đúng rồi. Cảm ơn chú vậy. Trời ơi, một ba mẹ lai con. Tụi con phải bình tĩnh. Đúng. Hết sức bình tĩnh. Trời ơi, hay quá. Bình tĩnh mới giải quyết được. Cũng nhờ vậy mà được cứu rồi. Sao con. Nói thì dễ thôi, nhưng mà mình phải coi phản ứng của khán giả như thế nào nữa. Nữa. Tụi Đạt. Dạ. Em coi đây chính là bài học của mình nha, bài học xương máu. Dạ. Sau này là không có chuyện mà bắt chước người khác. Mình phải đi lên từ khả năng, từ năng lực của mình. Tiêu chí công ty của mình là gì? Là phải đi lên từ năng lực. Đúng rồi. Không được bắt chước người khác. Dạ. Đúng không? Quyết tâm. Bởi vì ta nói nghe Khánh An là lúc nào cũng đâm bang ha. Nghe Đặc Chấn là lúc nào cũng lấn cấn á. Nhưng mà riêng nghe chú Vệ thì không bao giờ là tệ. Đúng rồi. Còn nghe sếp Long sao chú? Đời mày như lông bông. À, đời mày sẽ bị lông bông chú. Đời mình sẽ nhẹ như lông hồng. Nói cái này mới nghe. Em nói đi không được, tại vì là bây giờ mà lại kiểu mà ngôi sao á, mình phải là không. Em là ngôi sao. Dạ. Tại vì em là ngôi sao nổi tiếng rồi. Nên em quá bình thường. Đúng chưa? Dạ. Anh ăn chicken đi, chicken ngon. À. Cái này là chỉ có Việt Nam có thôi. Cái này người ta gọi là star.